quý vị quay trở lại với kênh YouTube Angela Nguyễn Official. Mình là Angela Nguyễn, Realtor và Loan Officer tại quận Cam, Orange County, California. Ngày hôm nay thì mình có một cái vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là nữ ca sĩ Cam Thơ. Và Cam Thơ cũng chính là chủ nhân của kênh YouTube và Tám Cam Thơ đang rất là nhiều người yêu thích. Thì ngày hôm nay hai chị em sẽ cùng review một cái căn nhà tuyệt đẹp nằm ở ven sông khu vực Huntington Harbor thuộc thành phố Huntington Beach. Và căn nhà này vừa mới được list ra thị trường với giá là 5.888.888. Cam Thơ xin kính chào tất cả quý vị và hôm nay rất là vui được đứng ở đây. Bây giờ hai chị em đang đứng tại bến tàu của căn nhà tuyệt đẹp này. Được biết là bến tàu dài 110 feet và đậu được 3 chiếc tàu. Căn nhà này thì gồm có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm rưỡi, 1 phòng office trên một cái lô đất rộng là 6.500 square feet, không gian sống rộng là 4.077 square feet. Và cũng giống như là chị Cam Thơ đã nói, đây là cái bến tàu này dài tới là 110 feet, là một cái nơi rất là lý tưởng và hoàn hảo cho những ai yêu thích tàu thuyền. Và hơn nữa là căn nhà này là một trong số ít những bất động sản nơi đây là không có HOA, thì không có sự ràng buộc nào với lại cộng đồng chung. Địa điểm ở đây thì khỏi chê rồi, Huntington Harbor cũng là một nơi có những căn nhà rất là tuyệt đẹp và cuộc sống ở đây rất là sôi động. Căn nhà này thì chỉ có cách Huntington Harbor Plaza và trường Harbor View chỉ có vài phút thôi, rất là thuận tiện. Bây giờ bà Tám rất là háo hức được vào trong căn nhà để xem và mời tất cả quý vị khán giả theo chân hai chị em vào căn nhà này nhé. Chắc chắn rồi, bây giờ hai chị em mình hãy cùng vào trong khám phá căn nhà xinh đẹp này nhé. Và bây giờ thì chúng ta đang đứng ở khu vực tiền sảnh, thì không biết là cảm giác đầu tiên của Tám khi mà vừa bước chân vô căn nhà này thì như thế nào? Và cái khu vực tiền sảnh ấy, Tám thấy là quá tuyệt vời, coi như là những cái đá nè, rồi cầu thang là thiết kế rất là hiện đại và những cái họa tiết rất là đẹp, rất là tuyệt vời, rất là thích, sang trọng nữa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào trong tham quan không gian sinh hoạt chính nhé. Và không gian sinh hoạt chính đầu tiên mà mình muốn giới thiệu tới quý vị đó chính là phòng khách. Thì không gian ở ngay đây mình thấy rất là tinh tế, rất là hiện đại và mình cũng cảm thấy cái cảm giác rất là ấm cúng. Ở đây có một cái lò sưởi và nối tiếp với lại một cái mảng đá marble rất là sang trọng và rất là đẹp, tuyệt vời. Và bên kia là một bức tranh rất là hiện đại. Ngoài ra còn có cây xanh này kia trong phòng, nhìn nó có một cái không khí rất là tươi xanh và rất là thiên nhiên. Và Tám thấy không, bây giờ là mình đứng từ ngay đây nè, cái khu vực phòng khách này sẽ được kết nối liền mạch với tất cả những cái không gian sinh hoạt chính khác, làm cho cái không gian sống nó thêm rộng mở hơn và nó thông thoáng hơn. Và hơn nữa là cái căn phòng này là tràn ngập những cái ánh sáng tự nhiên. Đúng rồi, Tấm thấy nè, bên đây là cửa sổ rất là lớn nè, mấy cái luôn, rất là nhiều, và nhìn ra một cái view bờ sông rất là đẹp, rất là tuyệt vời, lãng mạn, để mà có những cái ánh sáng vào căn nhà của mình rất là tự nhiên. Và cái nơi đây cũng là một cái nơi rất là lý tưởng để mình tận hưởng cái những cái không gian cho gia đình cũng như là tiếp khách bạn bè của mình. Quá rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì mình hãy cùng nhau đi qua cái không gian kế bên ha. Wow, cái phòng này đã quá, có một cái skyline giếng trời rất là cao, rất là cao. Và ở đây có một cái mảng đá marble từ đây lên trên tới trần cao luôn, quá tuyệt vời, rất là sang, làm cho cái căn phòng này mặc dù nó cũng không có lớn nhưng mà nhìn nó rất là rộng rãi, thoáng mát. Và cái phòng này thì mình có thể dùng làm phòng đọc sách hoặc là cũng là một cái nơi mà thư giãn riêng tư, thì giống như là một cái nơi ẩn dật riêng trong cái ngôi nhà này. Đây cũng là một cái nơi mà lý tưởng để mà mình ngồi mình đọc sách, mà mình rất là thấy rất là bình yên, thanh bình lắm á.
Xin chào mừng quý vị đến với căn bếp tuyệt đẹp này. Căn bếp này có một cái thiết kế rất là hiện đại và tinh tế, và được có những cái trang thiết bị rất là cao cấp. Ở đây thì chúng ta có một cái tủ lạnh rất là lớn, hai cửa nha, và một cái built-in microwave và một cái double oven. Và bên kia thì mình có cái kitchen island rất là lớn luôn, là một cái nơi rất là lý tưởng dành cho những người thích nấu ăn. Ở đây Tám cũng thấy có một cái cooler nè, cái tủ lạnh để nước uống này kia, rất là đầy đủ tiện nghi ha. Để em ăn tiệc. Đúng rồi, rất là xuất sắc. Xuất sắc luôn. Và Tám nhìn coi nè, bây giờ ở không gian này mà mình mà nấu ăn là rất là thú vị luôn. Bây giờ mình vừa nấu ăn mà mình vừa nhìn ra ngoài cửa sổ có một cái view cực kỳ hoàn hảo như vậy, thì đúng là một cái nơi rất là hoàn hảo để mà mình tạo ra những cái bữa ăn ngon. Và với một cái thiết kế không gian mở như vậy thì kế bên cái khu vực nhà bếp thì ngay khu vực này mình có thể sắp xếp một cái khu vực ăn uống, và khu vực này thì khá là thoải mái, và đồng thời mình có thể ăn uống ngay tại đây và vẫn kết nối được với lại những cái không gian sinh hoạt chính khác. Là Tám nhìn đi, ở ngay cái chỗ này mà buổi tối á, mình sau một cái ngày mà làm việc mà mệt mỏi á, mình ngồi đây mình ăn uống với gia đình, rồi bên đây mình nhìn ra một cái view biển rất là tuyệt vời luôn, thì quá là lý tưởng. Một cái không gian thật sự là quá lý tưởng, và cho gia đình nè, rồi bạn bè nữa, quá là hay. Ngoài cái không gian này á, mình có một cái nơi, một không gian ăn uống kín đáo hơn, riêng tư hơn, thì bắt giờ mình đi tiếp nha. Đây, mình đã vào được một cái căn phòng rất là ấm áp, ấm cúng, và nó riêng tư, kín đáo cho một bữa ăn gia đình. Chỗ ngồi thì rất là thoải mái, thiết kế căn phòng rất là hiện đại, đúng không? Em thấy sao? Em thấy rất là ấm cúng luôn. Và theo như em thấy, cái cảm nhận của em á là cả hai khu vực đều có những cái đặc điểm rất là độc đáo. Và cho dù là mình ăn một cái bữa ăn sang trọng hay là mình ăn một cái bữa ăn bình thường trong gia đình thôi, thì căn nhà này đều có những cái bối cảnh rất là hoàn hảo, phù hợp với những cái mục đích riêng của mình. Và chúng ta vừa mới tham quan xong cái không gian sinh hoạt chính trong ngôi nhà này, thì Tám ơi, ngoài ra nhà này còn có hai căn phòng á, cũng khá là thú vị lắm nha. Bây giờ mình muốn đi coi liền được không ta? Ngay bây giờ luôn. Ok. Và đây xin giới thiệu với quý vị phòng sauna, hay còn được gọi là phòng sông hơi khô, là một nơi rất là lý tưởng để mà thư giãn tại nhà. Thì với những cái tác dụng của việc sông hơi, giống như quý vị cũng đã biết đó, đó chính là giúp cho đường hô hấp, giúp loại bỏ độc tố da, và hơn nữa là giải tỏa và loại bỏ căng thẳng. Thì chị Thơ ơi, không biết là cảm giác của chị như thế nào? Trời ơi, cảm giác của chị rất là tuyệt vời. Chị rất là mê sông hơi. Càng đi coi cái căn nhà này, chị càng thấy coi như là rất là thú vị, rất là hấp dẫn đối với chị, nhất là cái phòng sông hơi này. Này là đúng ý của bà Tám rồi đây nè. Đúng ý luôn, thích lắm. Căn phòng sông hơi này cũng rộng ghê, ngồi được coi cũng phải 5-6 người cũng được à. Ồ, cũng rộng lắm. Khá là rộng rãi. Quá là tuyệt vời. Mình tưởng tượng là mình sẽ ở trong căn nhà này, thì mình sẽ ở đây suốt ngày, mình không có đi đâu hết. Mình sẽ sông hơi mỗi ngày luôn các bạn ơi. Quá mà Thơ ơi, bây giờ thông thường là khi mà Thơ sông hơi xong á, thì Thơ làm cái gì? Mình ngâm bồn, hoặc là mình bơi nếu mà mình có hồ bơi. Nhưng mà mình nghĩ hình như nhà này cũng có hồ bơi hay sao á, đúng không? Bí mật hả? Ok, giờ mình đi tiếp đi ha. Tám ơi, đi vào đây nè. Wow. Sau khi mà mình xông hơi xong á, là mình phải ngâm nước nóng. Và đây xin giới thiệu với quý vị căn phòng jacuzzi. Thì đây là một cái nơi rất là lý tưởng để mà mình thư giãn sau khi mà xông hơi. Rồi, đúng là một cái không gian rất là rộng. Và ở đây có đá mắt bồ nè, sang ghê luôn. Rồi có vòi sen đầy đủ luôn. Wow, đầy đủ tiện nghi. Và đúng là
có một cái nơi mà giống như là hơn một cái spa cao cấp và rất là xuất sắc luôn. Mà ngay chính tại căn nhà của mình thì cái không gian này là cho dù là mình có enjoy, mình thư giãn một mình hay là mình muốn là enjoy chung với bạn bè thì là một nơi rất là. Luôn. Rồi ở đây có một cái bàn phấn cũng rất là đẹp ha. Ở bên đây thì còn có cái closet thì dùng đồ đạc dùng cũng khá là tinh tế và trang nhã. Rồi mình đi vô trong đây nha chị. Wow, cái bồn tắm này là thực sự là một cái điểm nhấn của cái căn phòng primary suite này. Cái căn nhà này á, thì được xây vào năm 1972. Và chủ nhà remodel lại hết tất cả mọi thứ vào năm 2022. Nhưng mà đặc biệt là vẫn giữ lại một vài nét cổ điển của căn nhà này. Điển hình là cái bồn tắm này. Tất cả mọi thứ là mình đều được làm bằng đá bắc bồ ha. Rồi chị thấy không? Cái vòi nước á, nhìn nó giống như là một con thiên nga vậy đó. Hay quá. Đẹp quá ha. Rồi á, ở bên đây mấy cái ô cửa sổ là thiết kế theo cái kiểu mà hoa, những cái màu họa tiết á,
Tám biết là những cái người mà quý tộc hồi xưa đó, cái kiểu cái phong cách là như vậy á. Cho nên cái căn phòng tắm này á, là mình thấy là vừa có cái nét mà cổ điển mà vừa có mang những cái màu sắc hiện đại, giống như đây là cái phòng tắm đứng ở đây nè, bên đây mình cũng có cái smart toilet nữa. Thì thực sự là cái căn phòng tắm này là một cái điểm nhấn của cái primary suite này. Đúng rồi, không gian này là phòng này là coi như là thật sự để mà mình thư giãn trong những cái lúc mà mình làm việc mệt mỏi nguyên một ngày, mình về đây là quá tuyệt vời, quá lý tưởng luôn. Nếu như mà em mà ở đây á, là cái bồn tắm này là em tắm từ sáng tới tối. Và hiện tại thì mình đang ở không gian phòng bedroom thứ hai. Thì phòng này á, là khá là rộng rãi và thoáng mát, và mình có thể để được hai chiếc giường. Và cái view thì nhìn ra ngoài biển. Trời, đi ra đây xem cái view ngoài này nè. Đẹp quá trời luôn nè. Wow. Cái view này quá đẹp luôn. Xuất sắc luôn ha. Chiều chiều á, mình ra đây nè, mình ngắm hoàng hôn á thì nó sẽ chiêu chiêu ha. Ngoài ra thì ở đây mình có thể dễ dàng bố trí một cái khu vực ngồi nhỏ hoặc là một vài chiếc ghế dài ở đây. Thì ban công này á được nối dài từ đây cho tới cái primary suite, cho nên nó cả hai phòng đều có thể sử dụng được. Rồi, và đây là căn phòng ngủ thứ ba. Thì khác với lại hai phòng ngủ vừa rồi á, thì căn phòng này không có cái view nhìn ra biển mà lại có cái view nhìn về phía mặt đường. Thì em thấy là căn phòng này cũng khá là rộng rãi và thoáng mát. Ở ngoài đây có cái ban công nữa nè. Nhưng mà ban công này thì mình nhìn ra đường, ra mặt đường. Thì chị thấy là không gian nào nó cũng có một cái đặc điểm riêng. Nó tạo cho mình cái mỗi cái cảm xúc nó khác nhau. Cảm giác nó khác nhau. Nói chung là cũng tùy sở thích của mỗi người thôi. Có người thì thích nhìn ra biển, có người thì thích nhìn ra đường. Và cái khu vực kế bên đây là khu vực phòng tắm. Khu vực phòng tắm này là được dùng chung cho cái phòng bedroom này và cái phòng bedroom kế bên. Chúng ta có thể thấy là cách thiết kế của phòng tắm này thì cũng giống như ở cái phòng primary suite. Thì mình sẽ có hai cái sinh rửa mặt, một cái gương đèn LED, một cái smart toilet và một cái bồn tắm đứng cũng khá là rộng rãi. Và đặc biệt là nó có hai cái vòi sen dành cho hai người sử dụng. Rất là đẹp. Thì thật ra thì chị thấy là toilet nào ở trong căn nhà này cũng rộng rãi và đẹp hết. Và đây là căn phòng làm việc. Thì em thấy là cái căn phòng này có một cái thiết kế cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng không kém phần hiện đại. Tánh thấy là trong phòng này nó có hai cái cửa sổ lớn. Cũng lớn ha, cửa sổ rất để lớn. Để ánh sáng tự nhiên vào phòng nó cũng rất là thoải mái. Và bên cạnh là có cây xanh nè, chung quanh cái phòng. Khi mà mình làm việc mình nhìn ra, mình cũng thấy có những cái năng lượng rất là tốt để mà mình làm việc. Bây giờ mình tưởng tượng mình ngồi đây mình làm việc coi sao ta. Thoải mái quá ha. Rất là tuyệt vời. Tám ơi, và cái căn phòng này là cái căn phòng cuối cùng của cái không gian ở phía trên lầu. Thì bây giờ thì mình hãy cùng nhau đi ra ngoài phía khu vực outdoor để coi như thế nào ha. Ok. Wow, cái khu vực ngoài trời này đẹp quá ha Tám ha. Cái không gian này thật sự là quá là lý tưởng để mà những lúc mà mình muốn tổ chức party nè, hoặc là mình tổ chức nướng barbecue, hay là chỉ đơn giản là chỉ ngồi đây thư giãn và ngắm cảnh đẹp thôi. Thật sự quá là tuyệt vời ha. Đúng rồi, gia đình ta có con nhỏ này kia cũng rất là thích khi mà mình bơi lội hoặc là tắm ở đây mùa hè. Rất là lý tưởng. Và ở bên cạnh đây thì mình có một cái fireplace. Thì mình tám tưởng tượng đi vào trong một cái buổi tối mà mùa đông mà mình tổ chức một cái bữa tiệc barbecue ở đây cùng với bạn bè
thì thật sự rất là ấm cúng. Bây giờ hai chị em mình đang ngồi đây nè, Tám có thấy là mình nhìn khung cảnh nó đẹp giống như là một cái bức tranh vẽ không? Chắc chắn rồi, khung cảnh ở đây rất là đẹp, lãng mạn, rất là tuyệt vời đối với Tám. Căn nhà rất là tuyệt vời. Tám biết làm sao không? Hàng năm á đều có cái lễ diễu hành tàu thuyền ở đây nè, khu vực Huntington Harbor này nè. Trời, là tuyệt vời quá. Cái khi mà nếu mà mình được tận hưởng cái giây phút đó ngay chính đằng sau căn nhà của mình. Vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau tham quan ngôi nhà xinh đẹp này, thì không biết là quý vị có cái cảm nhận như thế nào về căn nhà này, thì hãy comment phía dưới video này để cho chúng ta cùng bàn luận với nhau. Và quý vị nào có nhu cầu mua bán nhà thì có thể là liên lạc với Angela. Angela sẽ hỗ trợ cho quý vị tất cả mọi thắc mắc của quý vị. Và Angela cũng là một người loan officer đáng tin cậy để có thể là mọi người giúp cho mọi người cái quy trình vay mượn tiền được suôn sẻ hơn. Mọi người hãy ủng hộ bằng cách là like, share và subscribe channel của hai chị em nha. Angela Nguyễn Official và bà Tám Cam Thơ. Và đừng quên bật nút thông báo để mà theo dõi những cái video tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã cùng hai chị em tham quan căn nhà xinh đẹp này. Và bây giờ thì xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo nhé. Bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you.